trời đất ơi, ngủ mà cũng không yên nữa à. Sao cô ngủ hoài ạ? Cái gì? Con cứ kêu cô hoài vậy? 24 tiếng là con thấy là cô ngủ không luôn á. Riết mà con làm việc có mình à. Đây là chuyến tàu đi đến đâu? Dạ, đi đến Vương quốc tuổi thơ. Thì con là tuổi thơ, con làm việc là đúng rồi. Còn cô là tuổi già, cô cần phải được nghỉ ngơi. Thôi cô vô ngủ đây. Hay là cô cho con làm trưởng tàu luôn đi. Gì? Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Không có hợp. Bởi vì sao? Bởi vì con tính toán giỏi hơn cô. Đầu óc con thông minh và lanh lẹ hơn cô. Con hợp với lại soát vé tàu hơn. Hiểu không? Dạ cũng hợp lý. Hợp lý đúng không? Với lại cái tàu này là cô mua cho nên cô là trưởng tàu, hiểu không? Dạ hợp lý. Hai cái hợp lý. Mà cô, sao sắp tới sân ga sắc màu rồi đó cô. Cái gì, còn lâu lắm mới tới, giờ này sao mà tới được. Ê trời ơi, tới rồi hả? Tới rồi. Trời ơi, bây giờ sao cô chưa kịp chuẩn bị gì hết? Đó, cô ngủ hoài à. Con không có chuyện kêu cô gì hết trơn á trời à. Con kêu cô có nghe đâu. Trời, cô dậy cô mới dậy được chứ. Bây giờ xong chưa, quần áo cô đàng hoàng chưa, được chưa? Dạ rồi. Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị đón khách. Tôi là trưởng tàu Lâm Vĩ Dạ. Còn con là Candy Ngọc Hà, người soát vé tàu. Xin được chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty M&T Picture thực hiện. Con ơi. Dạ. Con có biết là 7 vị hành khách bên kia là ai không? Dạ không. Thấy mặt họ khó không? Dạ khó. Đó là những vị hành khách khó tính có mặt trên chuyến tàu đi đến Vương quốc tuổi thơ. Tại vì họ là ban giám khảo. Họ phải cầm cân, nảy mực đó để có thể đưa ra những nhận xét chính xác về các đấu sĩ của chúng ta. Và những vị giám khảo này là những giảng viên thanh nhạc, những ca nhạc sĩ có chuyên môn. Xin cho một tràng pháo tay cho các vị giám khảo ạ. Con ơi, quên nữa. Dạ. Đón khách, đón khách. Đón khách, đón khách. Đón khách, đón khách. Khách ngày hôm nay là ai? Dạ, là ba vị thủ lĩnh của ba tòa nè. Mời, mời, mời ra liền. Dạ vâng. Bây giờ tôi, trưởng tàu Lâm Vĩ Dạ sẽ được đại diện chuyến tàu đi đến Vương quốc tuổi thơ. Mời các vị thủ lĩnh lên tàu. Xin mời ba vị thủ lĩnh ạ. Xin được chào mừng ba vị thủ lĩnh đã có mặt trên chuyến tàu đi đến Vương quốc tuổi thơ. Chị cho em hỏi chút xíu, là Vương quốc tuổi thơ đúng không? Em nghĩ là ở đây là chị là lớn tuổi nhất, em lớn tuổi nhì rồi là xong rồi chị. Còn có lớn tuổi nhất hơn và nhất hơn nữa luôn. Không biết sao chị ha. Sao mình lại nói chuyện tuổi tác ở đây vậy? Trước hết thì cho Lê Khánh xin được kính chào quý vị khán giả của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Xin chào Lâm Vĩ Dạ, chào bé Candy, chào bé Hải Triều, chào chính vị giám khảo của chương trình. Khoan xí, chị thì thấy tới 9 người lận hả? Chị ơi, chị làm em sợ nha chị Khánh. Chị, em sợ, chị Thanh. Chị Khánh. Thông cảm cho mấy người già mắt cặp kè mà có 8 người mà nói dạ, 9 thật người. Dạ thật ra đấy. Chị Thanh ơi. Hả? 7 thôi. Ủa chị là Khánh đếm luôn Triều với lại Lâm Vĩ Dạ luôn đó. Trời ơi, là em sợ nha chị. Thủ lĩnh Lê Khánh đã giới thiệu rồi, xin mời thủ lĩnh Hải Triều. Em là Hải Triều, em xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Như là em cũng đã đến với chương trình này cũng một hai lần gì rồi đó, thì mỗi lần đến đó là mỗi lần em có cảm giác giống như là mình cũng không còn nhỏ gì lắm. Mà mình quay về đây á thì bước vô đây là mình nhỏ lại rồi. Cho nên một chút xíu là mấy bé chơi tới nha mấy bé nha, mình bằng tuổi nha mấy bé nha. Cảm ơn thủ lĩnh Hải Triều. Thủ lĩnh Tiết Cương à.
chào tất cả quý vị. Thì đối với Lê Khánh hay Hải Triều thì dạo đây cảm thấy lạc lõng bởi vì thì khoảng cách về trên lệch về tuổi tác. Riêng đối với Tiết Cương đối về với to tàu của tuổi thơ thì Tiết Cương cảm thấy mình rất là bình thường, tại vì Tiết Cương là trẻ thơ, mình là trẻ thơ mà sống lâu năm, chứ mình không có thể già đi như các bạn kia. Thấy thương cho chú á, tại vì nhiều khi chú cũng không có soi gương lâu rồi đó. Bây giờ là chú quên cái hình ảnh của mình đi. Chứng tỏ là tuổi thơ sống lâu năm là ý là mình lớn tuổi rồi nhưng mà mình vẫn biết. Ai nói Kim đi Ngọc Hà không biết đâu, giải thích cặn kẽ vậy thôi chứ. Hiện tại thì chuyến tàu đi đến vương quốc tuổi thơ của chúng ta đang dừng lại ở sân ga. Sắc màu. Dạ, cho con hỏi các ban giám khảo, tiêu chí chấm điểm của các đội là như thế nào? Giám khảo Hoàng Luân xin được đại diện 7 vị giám khảo ở đây gửi lời chào đến cô trưởng tàu xinh đẹp, cô sắc vé đáng yêu và ba vị thủ lĩnh rất dễ thương của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Tiêu chí chúng ta cũng rất là đơn giản, 50% là điểm về giọng hát, về chuyên môn, và 50% còn lại là điểm về khả năng sở trường, ví dụ là biết vũ đạo, biết tương tác khán giả, tương tác với bạn diễn của mình. Và trong quá trình hai bạn đang thi đấu với nhau thì giám khảo đây có quyền đổi điểm số màu xanh hoặc màu đỏ, và điểm số cuối cùng được công bố khi hai đấu sĩ lên trên khoảng không bí ẩn kia. Dạ xin hết ạ. Xin cảm ơn ạ. Và trước khi gặp gỡ các hành khách nhí thì xin mời các thủ lĩnh hãy chọn quyền cho mình. Dạ. Đây. Dạ, cảm ơn con. Rồi, cảm ơn. Và bây giờ là chi tiết của các quyền. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn 1 và 1, quyền này mất tác dụng. Các thủ lĩnh đã hiểu rồi đúng không ạ? À? Dạ rất hiểu ạ. Dạ, luật chơi và quyền rất là đơn giản à. Mình có quyền gì mình sử dụng quyền đó. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón những hành khách nhí bước lên chuyến tàu đi đến vương quốc tuổi thơ. Các tấm màn bí mật đã xuất hiện. Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe bài hát chung của các bạn nha. Xin mời. Chúa chỉ yêu dịu dịu yêu đời hết. Buồn đau ít thôi, bình minh đến rồi. Tại sao không mỉm cười thật tươi? Buổi sáng hôm nay dậy sớm tôi nhìn quanh, kìa nắng long lanh tô cuộc sống tôi màu xanh. Đừng suy nghĩ nhiều điều gì đừng sẽ đến tôi, vậy nên không việc gì phải lo lắng. Tháng tháng ngày ngày rồi cũng sẽ qua, nhìn quanh xem cuộc đời rất là vui, buồn buồn cùng sẽ bay thôi. Ngày mai là một ngày mai, mình cùng nhau đi một nơi. Tôi trao đi biết bao điều thật tuyệt vời, trao đi may mắn để nhận lại nụ cười. Ngày rồi ta vui ta mơ, ta ca ta nói ta yêu ngày của nơi. Thôi lắng nghe, mong qua đi hết những ngày giờ nặng nề. Nắng sớm rộn ràng lương về, và rồi nhận ra ở kia. Tôi thật nghe và chú chim non dịu dít yêu đời ghê. Buồn đau ít thôi, bình minh đến rồi. Tại sao không mỉm cười thật tươi? Buổi sáng nay dậy sớm tôi nhìn quanh, thì nắng long lanh tô cuộc sống tôi màu xanh. Đừng suy nghĩ nhiều điều gì đến sẽ đến thôi, vậy nên không việc gì phải lo lắng. Tháng tháng ngày ngày rồi sẽ qua, nhìn quanh xem cuộc đời rất là vui, buồn buồn cũng sẽ vậy thôi. Ngày mai lại một ngày mới,
xuân ta vui, ta mơ, ta ca, ta nát, ta yêu ngày vừa nơi thôi là thế. Mơ qua đi hết những ngày dài nặng nề, nắng sớm rộn ràng đường về. Và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Mình cùng nhau đi muôn năm ơi, tôi sẽ đi biết bao điều thật tuyệt vời. Cho đi may mắn để nhận lại nụ cười. Để rồi ta vui, ta mơ, ta ca, ta nói, ta yêu ngày mùa đời thôi là thế. Mơ qua đi hết những ngày dài nặng nề, nắng sớm rộn ràng đường về. Và rồi nhận ra ở kia ngày may mắn ghé qua. Rèm bí mật đã được mở ra và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ các bạn ở toa A nha. Xin mời. Chào các con. Xin chào cô. Dễ thương quá à. Mời các con hãy giới thiệu về mình. Dạ, con xin chào các khán giả có mặt ở đây, con tên là Khánh Nga. Con xin chào tất cả các cô các chú và khán giả, con tên là Trần Sĩ luôn ạ. Con xin chào tất cả mọi người, con tên là Thái Đặng Gia An. Thái Đặng Gia An, Khánh Hà, Sĩ Lân. Chào các con. Chúng ta đang có mặt tại sân ga sắc màu. Vậy thì tên đội của mình ngày hôm nay sẽ là... Đội của chúng mình tên là... Giọng ga vàng. Giọng ca vàng. Chào mừng các đấu sĩ tại đội giọng ca vàng. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần giới thiệu của... Toa B. Xin mời các hành khách nhí của Toa B. Tự giới thiệu về mình. Dạ, thưa cô chú, thưa các bạn, con tên là Lê Nguyễn Phước Khang. Dạ, xin chào các cô chú và xin chào khán giả, con tên là Bùi Lê Thảo My. Dạ, xin chào các cô chú và các khán giả, con tên là Dương Bảo Ngân. Chào các con, tên đội của mình ngày hôm nay sẽ là... Dạ, thưa cô, đội của con tên là Siêu Nhân Đỏ. Đội Siêu Nhân Đỏ. Quá dữ luôn, bên kia là giọng ca vàng là có màu vàng, siêu nhân đỏ là có màu đỏ. Rồi, xin được chào mừng các đấu sĩ của đội siêu nhân đỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với toa C. Xin mời qua đây chơi, bên này vui lắm. Xin mời các hành khách nhí của toa C. Rồi, xin mời ba đấu sĩ đứng dậy chào quý vị khán giả. Thấy đội của tôi ngầu không? Ừ. À. Con xin chào tất cả các cô chú và mọi người trong trường quay. Con tên là Đào Phương Linh ạ. Dạ, con xin chào tất cả các cô chú. Con tên là Nguyễn Phương Vi. Con xin chào tất cả các cô chú. Con tên là Võ Trác Thành Quang. Còn tôi, thủ lĩnh Tiết Canh Thủy Lộng Tiết Phương. Và đội mình sẽ tên là... Dạ, đội của chúng con tên là Xanh Giòn ạ. Xanh Rờn. Xin được cảm ơn phần giới thiệu của các đội. Vỗ tay. Vỗ tay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Bay. Bài hát đầu tiên rất là bay bổng. Cho hỏi là bạn nào biết bài hát này ta? Bạn nào giơ tay giơ tay. Rất là nhiều bạn biết. Gia An biết nè. Vậy thì đội giọng hát vàng có muốn đấu liền không? Chúng ta chiến đấu liền các con nhé. Tại vì bây giờ là đang là rất là sung sức đúng không? Tràn đầy năng lượng đúng không? Bây giờ chúng ta phải chiến thôi. Nếu như mà chị Lê Khánh đã muốn đấu thì xin mời chị hãy chọn đối thủ của mình. Trời ơi, tự nhiên cái chị vậy? Chị ơi, chơi Trịnh Kiếp. Hả? Bà Tiên, mặt bà Tiên. À. Vậy thì Thiếu Nhi làm mấy bé nó sợ. Vậy thì cho đội giọng ca vàng xin được sợ quá nói gì vậy. Thì sợ. Cho xin được đối đầu với lại Xanh Rờn. Xanh Rờn. Chọn tôi chi? Dạ, cái đúng tên của đội là cái mặt phải xanh rờn thì mới đúng tên đúng được. Đúng rồi. Đó, bây giờ còn hồng hào quá. Đội tôi học 50 giây nha. Được không con? Rồi. Sau khi họp nhóm xong, thủ lĩnh quyết định sẽ đấu với đội giọng ca vàng. Ồ! Đá khen cho đội xanh rờn. Bây giờ tôi sẽ cử gà chiến của đội tôi ra.
và xin thông báo tôi có tới 3 con gà chiến. Quá sợ hãi. Bây giờ quá. Tôi sẽ cử một gà chiến đầu tiên ra. Hồi nãy là bé Giang nói là con biết bài này đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì con chần chờ gì nữa? Cô và đội hoàn toàn tin tưởng ở con. Con hãy ra chiến đấu với đội xanh rờn nhé. Mời đấu sĩ đứng ra cùng đấu. Khá khen cho đội giọng ca vàng. Đội của tôi nhìn đi toàn chiến binh không. Đấu sĩ Phương Linh. Xin mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Cố lên chắc con. Cố lên con ơi. Hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng ạ. Trận đấu xin phép được bắt đầu. Bao nhiêu bước chân đêm nay rung lên nhẹ nhàng, cho bao nhiêu đắm say đêm nay mong manh cùng vỡ tan. Thoát ra là tình tang, chút hết đi lòng hoang mang. Ngoài ấy xanh hồng màu tím vàng. Thôi quên đi bao nhiêu tư, quên đi đừng lo gì. Vui lên đi bao nhiêu đam mê, vui lên hơn nữa đi. Lung linh trong đầu ta bên anh theo muôn màu. Ước muốn đằng chiều dâng từ trong chiếm bao. Bay lên cao như con cao. Oh, oh, oh.
cực kỳ sôi động của hai đấu sĩ. Chú Lĩnh, Lê Khánh, mình có cảm nhận thế nào khi mà thấy đấu sĩ của mình trình diễn? Quá đã. Trời ơi, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Không phải là đội mình khen nữa, tại vì nó hay thiệt. Và không phải là một mình bé Giang không thôi, mà bé Phương, Linh cũng quá hay luôn. Quá tuyệt vời luôn, hai con hát với nhau rất là ăn ý và cái giọng rất là hòa hợp với nhau. Và về cái phần trình diễn tự nhiên á, là Gia An rất là dễ thương, rất là năng động. Còn Phương Linh là một phong cách khác, là một cái phong cách là nền nã hơn, nhưng mà vô cùng ấn tượng luôn. Nói chung là tuyệt vời, hài lòng lắm các con ơi. Dạ, cảm ơn chú Lĩnh Lê Khánh. Mời chú Lĩnh Thiết Cương ạ. Cảm ơn lời nhận xét và khen quầy vốn của thủ lĩnh Lê Khánh. Sao quầy vốn anh? Tại vì sau khi cổ khen xong thì cổ thấy bên nào cổ cũng khen đều. Tại vì cổ sợ nếu khen bên đội cổ mà cổ thua thì cổ ngại, hiểu không? Cho nên cổ mà khen luôn bên mình. Chứ thật sự đó. À, như vậy là anh nói là chắc chắn là đội anh thắng hả? Chắc chắn 100%. Với cái lối trình diễn tuyệt vời của đấu sĩ tôi tự tin rằng đội của tôi cái tên xanh ròn chỉ là hư chiêu thôi. Thật sự là phải lấy tên là xanh lè mới đúng. Nghĩa là sao anh? Là lóa mắt hết tất cả đối thủ. Nghĩa là các đối thủ khác thấy đội của anh là xanh lè hết. Xanh lè hết. Trời ơi, tự tin dễ sợ. Dạ, mong cho trở thành sự thật. Bởi vì sao ạ? Khi mà mình tự tin quá thì mình dễ bị giống như là mình bị hụt hẫng. Nhưng mà với cái niềm tự tin đó, nó có căn cứ. Là bởi vì sao? Đội của anh gà chiến rất là tuyệt vời, nhưng mà đội em không thua gì đâu nha. Cho nên là mọi chuyện là còn chờ vào 7 vị giám khảo đó. Dạ, đúng như vậy ạ. Thế thì xin mời một vị giám khảo hãy đưa ra nhận xét của mình. Xin mời ạ. Thực ra mà nói thì tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng rằng là Phương Linh rất là cuốn hút. Có quan điểm của chú lúc nào chú cũng ủng hộ những em nhỏ hơn, hoặc là những bạn có vẻ như yếu hơn mình một chút ý. Phương Linh hiểu không? Thế dạ, nên là hiểu. Ngay bây giờ mà con có thắng ý, thì chú vẫn mong là con phải cố gắng rất là nhiều nếu con có thắng. Gia An thì cực kỳ tốt về cái quãng trầm nhỉ, Xuân Nhi nhỉ? Nhưng mà khi mà lên cao thì con lại không đủ bình tĩnh và đủ hơi được như chị Phương Linh. Mặc dù vậy thì chú luôn ủng hộ con nhá. Con phải cố gắng nhá. Cảm ơn, cảm ơn chú. Xin cảm ơn giám khảo ạ. Xin được chúc mừng thủ lĩnh Tiết Cương. Trời ơi, đúng là xanh rờn luôn. Thấy không? Mới đầu mình hư chiêu xanh rờn, thật sự là ghê lắm, ghê lắm. Bây giờ anh hãy tiếp tục chọn đấu sĩ cho mình. Bây giờ đội Lê Khánh đã quá yếu rồi, mình không thèm đếm xỉa nữa. Trời ơi, quá yếu rồi. Khoan, cho em thách đấu được không? Thách đấu chứ luôn. Bây giờ thí dụ chị Khánh, thôi mình cất vô chút xíu. Nè nè, nước chưa cạn biết cá về đâu. Nghe. Đội Tiết Cương là đội thắng, đội em là chưa thi, cho nên giống như đội em hừng hực quá, Superman mà. Cho nên đó, bây giờ là phải chiến đấu với anh Tiết Cương thôi, là thách đấu với anh Tiết Cương. Ngồi xuống Cương, ngồi xuống. Không có tiếng nói ở đây, ngồi xuống để anh Cương anh chỉ, anh chọn rồi mới được lên tiếng. Không có ý kiến, ví dụ anh không có được, không được. Ta thắng ta có quyền. Những người chưa tới phiên mà phát biểu ý kiến. Anh có thể đi lượn một vòng, anh chọn đi, anh thích ai anh chỉ đó. Quá bon chen nhí nhảnh. Mình một người bản lĩnh đàn ông. Trời ơi, cười vô mặt chị kìa. Đội đâu có chút ít. Trời ơi. Đội này đáng gờm quá ta. Nhìn qua mình lại mình thấy có chuột Vicky kìa. Chuột Vicky. Rồi chọn chuột Vicky đấu với Phương Linh nha. Rồi. Bây giờ mới là lúc mà Hải Triều được lên tiếng nè. Hãy chọn bài hát cho mình đi. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị. Kính thưa quý vị. Chúng ta vừa trải qua một cuộc hỗn chiến giữa hai to xanh và to vàng. Quá là kịch liệt. Và bài hát để con chọn. Mọi người, mình chọn bài hát gì từ từ đi. Hồi nãy là bài rất sôi động rồi đó. Xong chưa? Dạ. Để đối lập lại với bài sôi động hừng hực mới hồi nãy thì bài hát em chọn là một bài nhẹ nhàng, mang mát, mang dân ca âm hưởng của miền Nam. Đó là bài Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Kiên Giang Mình Đẹp Lắm. Thủ lĩnh Tiết Cương, anh có tự tin với bài hát vừa rồi? Mình đã thấy âm mưu thâm độc của đối thủ rồi. Bởi vì đây là một bài Nam Bộ, như vậy là sẽ ảnh hưởng âm hưởng của vùng miền khác nhau. Nhưng mà tôi không sợ. Không sợ. Bởi vì đội của tôi được đào tạo chuyên nghiệp, Bắc Trung Nam đều ca được hết. Wow. À, không sợ đâu. Không sợ thì xin mời Phương Linh bước ra. Bước ra sàn đấu. Mời hai đấu sĩ. Ngân bước ra. Cố lên. Mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trận đấu xin được phép bắt đầu.
đêm sao đâu đâu cũng đẹp, trăng lấp lánh lung linh bên nước, đoàn tàu về loãng loãng trên sông, màn trời đêm mềm á thanh bình, đêm bình yên hương lúa ngạt ngào, đêm bình yên nghe sóng biển vô về. Cảm ơn phần trình diễn rất ngọt ngào của hai đấu sĩ. Thủ lĩnh Tiết Cương, anh thấy như thế nào? Quả nhiên không hổ lời dự đoán của ta. Tuy đấu sĩ của ta đến từ phương Bắc nhưng giọng ca cũng ngọt ngào không kém phần xúc động. Ta quá tự hào về đấu sĩ. Yên tâm Phương Linh, con sẽ là người chiến thắng. Trời đất ơi, quá là mạnh miệng mà. Dạ, hai con nhạn bay quá đẹp rồi nha mọi người. Mọi người thấy không? Mọi người cho một tràng pháo tay đó được không ạ? Dạ, nói chung là em thì em không biết nhận xét gì nhiều, nhưng mà đội mình thì mình phải khen thôi. Bảo Ngân thì hát hay, bạn Phương Linh thì hay. Không cần khen đội của tôi. Tôi không cần. Cho nên vâng, vậy đó. Không nói nhiều nữa. Nói nhiều sợ đau lòng. Thủ lĩnh Lê Khánh là một người không liên can gì đến trận đấu này. Chị hãy cho nhận xét công tâm đi ạ. Phải nói là một cái bài này là bài hát khó. Khó. Nếu như mà là chị thì chị hát được không? Đây không phải là sở trường của Khánh, bởi vì Khánh không có chuyên về hát âm hưởng dân ca. Khánh chuyên rock rap này nọ đó. Wow, mình thử liền được không ạ? Dạ. Với một cái môi trường như thế này thì Khánh nghĩ là tài năng của Khánh sẽ được thể hiện ở một chương trình khác. Thật sự đây là một cái bài hát không có phù hợp với Phương Linh, thật sự mà nói. Cho nên là con sẽ rất là khó khăn để mà thể hiện. Còn với bé Bảo Ngân thì giọng con rất là ngọt ngào, những cái câu con hát ra thì rất là truyền cảm. Cho nên đây cũng là một thế mạnh của con. Cảm ơn thủ lĩnh Lê Khánh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần nhận xét của giám khảo. Xin mời giám khảo. Chú Hoàng Luân xin được nhận xét một chút xíu về phần trình diễn của hai con. Thực sự đây một bài hát rất là khó của nhạc sĩ Lê Giang, mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Đấy, nó khó với cả những ca sĩ chuyên nghiệp người lớn nó, chứ phải cái con không đâu. Các con đã chuẩn bị như hát như vậy là trọn vẹn rồi. Chú khen ngợi bạn Phương Linh tại vì con ở khác vùng, khác miền Bắc, nhưng mà con cũng ráng xử lý rất tinh tế. Con cũng ráng luyến nhưng mà nó vẫn chưa ra. Tại vì dân ca Nam Bộ chúng ta luyến á, cái phần đuôi á, nó sẽ nấc nhẹ lên xíu. Đó, mới là ra dân ca Nam Bộ. Còn với Bảo Ngân á, lúc đầu chú kỳ vọng rất là nhiều tại vì con là một người miền Nam trong này, thì chú nghĩ con sẽ hát ngọt hơn. Nhưng có lẽ bài này nó quá khó, nó chưa có phù hợp chất giọng của con, với lại con còn hơi thiếu tự tin chút xíu nữa, nên những cái quãng của con á, hát nó bị hơi hồi hộp, hơi rụt rè, nó hơi rung trong đó nữa. Đấy, nên con cố gắng con điều hòa hơi thở của mình. Hãy nhớ nha,
bình tĩnh trước, tự tin và mình hát sẽ tốt hơn nữa. Xin chúc mừng hai con ạ. Xin cảm ơn những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Xin được chúc mừng thủ lĩnh Tiết Cương. Hay quá vậy ta, với chiến thuật nào mà mình thắng liên tiếp như vậy? Sẽ còn thắng nữa, thắng dài dài, thắng hết tất cả mọi người. Wow. Đội xanh lè thấy ghê lắm. Ghê lắm. Nên các bạn đừng có đánh giá thấp người ta nhé. Bây giờ tiếp theo, đi chọn tiếp, chọn gà tiếp. Em thấy là giống như cái khu rừng này là khu rừng bí ẩn hay sao á. Gà bước vô gà mất tiêu. Trời ơi. Sao tự nhiên thấy tôi hai người chân cẳng quíu lại hết là sao? Không hề đâu thưa anh. Trời ơi, khi mà mình thắng hai lần rồi cái mình nghĩ mình thắng luôn hay đâu. Sao á. Anh Cương giống như đang đi săn mồi vậy đó. Đó. Trời ơi ghê quá, sợ quá, thật đáng sợ chết. Anh đã tìm được con mồi rồi. Rồi, ta đã chọn được đối thủ cho đấu sĩ của ta. Đó là đội To A. Giọng ca vàng trong làng ca nhạc. Dạ đúng rồi, anh đã chọn đúng đối thủ rồi. Hồi nãy là chúng em là nhá hàng thôi, bây giờ mới thật sự là đưa hàng chất lượng cao ra nè. Ủa chị cho em hỏi thăm, mình nhá hàng sao mình thua luôn vậy chị? Tại vì á, giống như là mình phải để cho đối thủ mình nuôi hy vọng. Bây giờ là chúng tôi thật sự là đưa hàng chiến ra nè. Hàng chiến. Nhớ trời anh rồi. Mời anh chọn đấu sĩ. Xin chọn ca nhạc sĩ Sĩ Luân. Là con đó con. Mời thủ lĩnh Lê Khánh chọn bài hát. Con có tự tin không Sĩ Luân? Dạ có. Đúng rồi, phải tự tin thôi. Bởi vì chúng ta không còn sự lựa chọn. Chúng ta không có đường lùi nữa rồi. Chúng ta phải tiến về phía trước. Và chúng ta phải đứng vững với vị trí của mình. Đúng. Trời ơi, với tinh thần thép như thế, chúng tôi chọn bài Quạt Giấy. Rồi, Phương Linh, mời con bước ra với nhạc phẩm Quạt Giấy. Wow. Hy vọng con sẽ là quạt máy mà thổi bay đối thủ đi luôn. Trời ơi, người ta nói người ta là quạt máy thổi bay quạt giấy kìa. Để rồi xem cúp điện quạt nào mới mát. Đúng vậy. Các con hãy cố lên, cố tin ở Sĩ Luân. Trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Na 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 na, hey hey, na 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 na, oh.
bao đường mà sao vẫn đầy nhau đến thế, mang theo duyên của gió. Chưa bao đường mà sao vẫn thấy nhau đến thế, mang theo duyên của gió. Chưa bao đường mà sao vẫn thấy nhau đến thế, mang theo duyên của gió. Là một trận đấu nữa mà quả thật đó là một phần trình diễn rất là ấn tượng, rất là sôi động của hai giọng hát cực kỳ tuyệt vời. Xin mời thủ lĩnh Tiết Cương, anh thấy đấu sĩ của mình như thế nào qua phần trình diễn vừa rồi? Tôi thấy đấu sĩ của tôi quá tuyệt vời, quá tuyệt vời, thực sự nỗ lực hết sức mình. Tuy rằng cái bài hát này tôi thấy nếu mà để song ca thì cái tone nó ưu tiên cho nam nhiều hơn là nữ, cho phụ nam. Cái sự nỗ lực và cố gắng của đội tôi thì tôi thực sự ghi nhận và cảm thấy rất khâm phục bản lĩnh đấu sĩ của tôi. Xin cảm ơn chủ lệnh Tiết Cương. Dạ, bởi vì anh ấy đã quá xúc động và bản thân Khánh cũng thấy rất là xúc động, là bởi vì hai đấu sĩ đã cháy hết mình với bài hát và cái quạt giấy nó đã bốc cháy rồi, nó không còn giấy nữa, nó còn nan quạt thôi. Là bởi vì sao? Các bạn đã thể hiện hết khả năng của mình với tinh thần là đến đây để vui và để giao lưu với nhau, để có những cái phút giây tỏa sáng cùng nhau trong một bài hát. Đó là tuyệt vời rồi. Kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ rất là chúc mừng cho người may mắn còn lại. Chứ ở đây không phải là ai hơn ai nữa, mà chúng ta đều tỏa sáng như nhau. Rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn phần nhận xét vừa rồi của thủ lĩnh Lê Khánh. Xin mời nhận xét từ phía ban giám khảo. Thật sự thì cô rất là thích phong cách biểu diễn của hai con, đặc biệt là bạn sĩ Luân. Cô thấy con có phong cách biểu diễn và cách hát của con giống như là bài hát dành cho con vậy. Còn Phương Linh ơi, con đừng có buồn nha. Cô thấy con là một người, là một cô bé rất tình cảm. Tại vì sao cô biết? Tại vì cô nghe cái giọng hát của con rất là ngọt ngào. Từng câu hát, từng câu chữ con hát ra, cô biết là con là một người rất là tình cảm. Đây là cuộc chơi thôi. Nếu mà con có cơ hội đi tiếp á, thì cô nghĩ là con sẽ phải cố gắng hơn và kiềm chế cảm xúc hơn của mình nha. Vì thế nên cô chọn con. Cố lên nha. Xin cảm ơn ban giám khảo. Một lần nữa xin được chúc mừng thủ lĩnh Lê Khánh. Quá tuyệt vời chị ơi, quá tuyệt vời. Và Thải Triệu. Ủa? Hả? Ủa? Hả? Ủa con ơi, thủ lĩnh của con đâu rồi? Thái Triều. Thái Triều đang nước xuống, nước rút. Không phải nước rút. Chứ sao vậy? Sợ. Sao vậy? Bị quýu. Sao còn trơ trọi một người vậy? Tha cho em được không? Thái Triều, luật của chương trình không cho thủ lĩnh bỏ chạy như vậy. Chị, bỏ rơi con mà ơi, bỏ chạy bị quê. Phúc Khang, cô chào con. Nếu như mà con có một cái quyền đổi thủ lĩnh, con có muốn đổi thủ lĩnh không con? Dạ thưa cô, con nghĩ là không. Chị đợi em mới vậy hả? Nếu vậy thôi thì đợi em còn một thôi, con ngồi nghỉ ngơi một vòng nữa nha. Dạ đúng để rồi, cô qua quanh tạc chú Tiết Cương. Yeah, ngồi nghỉ ngơi đi. Dạ con nghỉ liền, cảm ơn anh chị. Tiết Cương. Sao anh có vẻ yếu đuối thế nhỉ? Tôi đã qua tới đây rồi, kiếm tôi chi nữa. Đúng rồi anh, mình đó mình phải đứng vậy, mình gọi là chống trời. Đã người ta qua bên kia là ta biết thân phận rồi còn đi theo hoài. Ủa hồi nãy anh dùng quyền chặn em rồi, bây giờ anh hết quyền rồi, bây giờ em được tiếp cận rồi đúng không? Thì giờ đâu tôi có đâu làm gì ghê không? Anh cô, anh cô. Không được vậy, mời chị Khánh vô uống nước. Không, mời không, 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 đâu luôn. Đâu. Anh Cương không quạo. Không quạo, như vậy không quạo đâu. Để cô suy nghĩ coi, ai có thể mạnh mẽ hơn để mà có thể hát với lại bạn sĩ Luân. Phương Vy, Thành Quang. Ai có thể hát chung với sĩ Luân? Mạnh dạn giơ tay, xung phong nào. Đó. Đúng là con trai tuyệt vời. Mời con. Bước lên. Và bây giờ con sẽ hát bài gì? Tôi sẽ là người chọn nhạc phẩm. Mời anh. Bài nào dễ dễ thôi nha anh. Kiếm một bài cực kỳ khó, giai điệu, âm hưởng
dân ca pha lẫn rock, hip hop, rap với nhạc phẩm Đi Để Trở Về. Hay quá. Mời con. Mời các con. Cố gắng nha. Chiến đấu bên kia đối thủ đáng gờm, nhưng mà mình không sợ gì cả, bởi vì mình không có gì để mất. Con hiểu không? Không có gì để mất. Ủa, quá là khẩu khí hào hùng mà không có gì để mất. Hai đấu sĩ sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Trận đấu xin được phép bắt đầu. 3, 2, 1. Tôi đang ở một nơi rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao mềm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Ở xung quanh ở nơi đây thật dễ mê, dẫu mới gặp ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Tình cha đã dài mà đã qua, giờ không một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời sang người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về, đi đi để trở về. Nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm mây trắng bay, cạn nhìn biển rộng sông vô. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì, có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây lạnh như hoa chào tôi, chào người bạn ơi. Từng chặng đường dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vươn cao lên từ trên mái nhà. Từng chặng đường dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để chờ dẫu mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Cảm ơn. Xin cảm ơn phần trình diễn quá sôi động của hai đấu sĩ. Xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Bài hát này là một bài hát khá là ý nghĩa, nhưng mà cô nghĩ rằng là hơi thiếu cao trào so với giọng của hai bạn một chút. Với bạn Sĩ Luân thì con luôn luôn có một cái âm nhạc ở trong người, khi mà bất cứ một bài hát theo điệu nào thì con cũng đều thể hiện rất là tốt, đặc biệt là hay feel theo những cái đoạn cao trào anh ha. Trong một bài hát thì cô cảm thấy là con luôn luôn làm chủ được sân khấu và làm chủ được cái tâm lý cũng như là giọng hát của mình khi hát với bất kỳ một bạn nào. Thành Quang, hơi tiếc với Quang một chút nhưng mà cô vẫn chọn con bởi vì cô rất thích cái giọng của Thành Quang. Giọng con rất là tình cảm, con hát một cách rất là tự nhiên, nhưng mà giọng của con thì lại rất là ấm áp.
mong rằng là con sẽ tự tin hơn nếu như con được vào vòng trong. Wow. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Tổng chúc mừng Thủ lĩnh Tiết Cương. Wow, ảnh đã bắt đầu lấy lại phong độ rồi à. Thật ra công sức là của Thành Quang. Đúng rồi. Chứ không phải là của Thủ lĩnh Tiết Cương gì đâu. Và công sức do tôi đào tạo. Mà không hiểu sao thắng một trận râu dài ra và vuốt luôn rồi đó. Bây giờ tôi sẽ qua đây tôi kiếm gà để đấu với đội tôi mới được. Run sợ được chưa? Sợ chưa? Sợ quá. Sợ thấy không? Sợ không? Em cũng khá sợ. Thấy không? Ai cũng sợ được hết. Tất cả mọi người đều sợ được hết. Wow. Đánh nghe. Dạ. Biết chứ bộ. Dạ. Cầm micro phải không? Dạ. Đợi đó đi. Ồ. Bây giờ tôi quyết định chọn đội Hải Kiều. Để cho đội Hải Kiều về quê sớm luôn. Lỗi anh. Anh chọn nhầm người rồi. Ừ. Chiến thần. Rồi. Đội Superman. Bước ngang, bước ra sân khấu. Và bài hát của đội Hải Kiều sẽ là... Và bài hát của đội Hải Kiều là Đừng ngồi yên trong góc tối. Không ngồi yên nữa, bước ra ánh sáng thể hiện. Cố lên Khang. Mời hai giáo sĩ bước ra ánh sáng. Làm gì vậy anh Cương? Chăm sóc gà. Chúng tôi hát chứ chúng tôi không xì mít đao. Trời ơi. Bất tình rồi. Trời ơi, đáng lẽ. Đáng lẽ nó có tinh thần rồi đó. Hai giáo sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng rồi ạ. Trận đấu sẽ được phát. Bắt đầu. 3, 2, 1. Cực kỳ luôn á, nghe xong cái con muốn hát ghê. Con hát làm sao? Anh sang chơi luôn. Xoay hết bóng tôi quanh đây. Bạn ơi cùng tôi hát lên nào, cháy lên nào. Bao nhiêu con tim tan theo tiếng ca. Đừng ngồi yên trong những góc tối. Nào mời bản thân hay bước đến cùng tôi. Trời ơi, xuất sắc con. Nhưng ơi. Mà bây giờ con hát là một chút xíu không phải lên cái ô đó nha. Để xem cô có bị rớt hay không, lập vòng này là ba người đứng. Thôi, bất hù lại. Một lần nữa xin được cảm ơn hai đấu sĩ ạ. Xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Hai bé hát rất là máu lửa. Nhưng mà bạn bạn Quang thì có vẻ hơi bị nhút nhát. Mình phải feel theo tiết tấu. Còn bạn bên này rất là tốt. Cho nên là dĩ nhiên là cô phải chọn bé liền.
Nhưng mà mình phải chú ý nè, hai đứa hát sai cái chữ đừng ngồi yên trong những góc tối nha. Lúc nãy bé Hà hát lại là đúng. Đừng ngồi yên trong những góc tối, nhưng mà hai đứa con hát đừng ngồi yên trong những góc tối, hai đứa con mới hát vậy á. Cho nên là phải chú ý, cái chỗ đó là quan trọng. Nhưng mà rất là máu lửa, rất là dễ thương. Lớp hai, hai bé. Cảm ơn cô. Xin cảm ơn giám khảo ạ. Mời tụi con hãy bước lên khoảng không bí ẩn. Đó là xin được chúc mừng thủ lĩnh Lê Khánh. Còn nói gì nữa? Trên cả tuyệt vời. Vâng ạ. Và bây giờ là không còn sự lựa chọn ạ. Mời bé Phương Vi. Và bài hát thôi. Và bài hát của đội mình sẽ là bài này cực kỳ khó, từ hồi Tiết Cương còn nằm trên nôi đã nghe bài này rồi. Đó là Xuân Chiến Khu. Wow. Mời. Mời hai đấu sĩ. Trận đấu xin được phép bắt đầu. Mùa
Nhưng mà cái hú đáng hơn nữa là em đã quên bấm nút rồi. Không biết là biết xíu làm sao đây nè. Thôi ơi, đi cuốn theo mà quên không bấm luôn. Thật ra giám khảo không quên đâu. Tại tập trung nghe hát, nhưng mà đây là một cái chiến thuật ban giám khảo. Ở cuối buổi anh em hợp lại với nhau. Tại vì ai cũng hay hết trơn, rất là khó chọn. Đúng rồi. Căng não nãy giờ luôn mà chưa có chọn được nè. Địch xíu nha. Thật sự thì cái khúc dân ca Nam Bộ là một thế mạnh của cả hai con, đặc biệt là cánh gà của đội chị Lê Khánh nữa. Hát quá xuất sắc đi, hát văn giỏi lắm. Nhưng mà bên kia không thua kém gì nha, cũng rất là máu lửa đó. Hát câu nào chắc câu đó, nói chung hai con hát đều hay cả. Còn kết quả thế nào thì cho ban giám khảo giữ bí mật đến phút cuối cùng. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ thì xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Và đội giành chiến thắng ngày hôm nay đó chính là đội giọng ca vàng cùng với thủ lĩnh Lê Khánh. Xin chúc mừng. Cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người. Và ngày hôm nay thủ lĩnh Lê Khánh cũng như là đội giọng ca vàng rất là hạnh phúc, bởi vì cuối cùng đội chúng tôi là đội may mắn nhất trong hai đội còn lại. Và Khánh thấy rằng là các đấu sĩ ai cũng tuyệt vời hết, ai cũng có những cái tài năng riêng. Và ngày hôm nay chúng tôi tỏa sáng là bởi vì chúng tôi may mắn hơn thôi ạ. Xin được cảm ơn rất nhiều. Quá là khiêm tốn. Nếu như mà anh Chí Cương chiến thắng thì có lẽ những cái lời anh nói nó sẽ khác chị Khánh rất nhiều. Anh Cương thử thí dụ đội anh thắng thì mình nói sao anh Cương? Không nói nên lời, tại vì điều đó không có thật. Và đội chiến thắng ngày hôm nay sẽ nhận được số tiền thưởng là 10 triệu đồng từ chương trình. Ngày hôm nay thì xin được cảm ơn các đấu sĩ, các thủ lĩnh cũng như là quý ban giám khảo và quý vị khán giả đã cùng tham gia trên chuyến tàu đến vương quốc tuổi thơ trong chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Và thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Cảm ơn khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ chương trình. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty A&T Picture thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau. Chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Đi ra đường khác chi vậy? Dạ, tại vì con bán vé tàu á. Rồi, ngày hôm nay con đã bán xong vé tàu chưa? Dạ, xong rồi. Xong rồi đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ hai cô cháu mình đã sẵn sàng với chuyến tàu của Đấu trường âm nhạc nhí. Chào mừng khán giả đang đến với chương trình Đấu trường âm nhạc nhí. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Chương trình do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty A&T Picture thực hiện. Ngày hôm nay là một tập rất là đặc biệt, cho nên là hai MC cũng mặc đồ rất là đặc biệt. Dạ, khán giả ơi, khán giả thấy MC có đẹp không ạ? Trời ơi, đó là những lời chân thành nhất cô được nghe đó con. Quá tuyệt vời. Dạ, Candy ơi. Dạ. Đố con, ngày hôm nay chuyến tàu đi đến vương quốc tuổi thơ của chúng ta đang ở sân ga nào? Đó là sân ga cuối cùng để chuẩn bị vào vương quốc tuổi thơ. Nên sân ga này tên là ga đặc biệt. Ồ, ga đặc biệt thì chắc chắn những vị khách của chúng ta cũng sẽ là những người rất là đặc biệt. Và đấu sĩ của chúng ta ngày hôm nay không phải là những gương mặt xa lạ. Dạ đúng rồi. Không biết thủ lĩnh ngày hôm nay là ai ta? Dạ con cũng không biết nữa ta. Con cũng không biết luôn hả? Vậy thì bây giờ mình hãy mời ra đi để tất cả mọi người cùng biết đi ta. Dạ đúng rồi. Mời đi con. Dạ xin mời các thủ lĩnh. Xin mời. Chào mừng thủ
lĩnh Hoàng Yến Chibi và thủ lĩnh Lê Minh đã đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Wow. Lời đầu tiên cho phép Hoàng Yến xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí, cũng như là chào chị Lâm Mỹ Dạ, chào Candy, chào tất cả các anh chị ban giám khảo và chào toàn thể tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Đây là lần đầu tiên mình đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí hay sao? Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên em tới nên hơi hồi hộp một tí. Tấm chiếu mới. Cô Hoàng Yến ơi, là tên của cô là Hoàng Yến Chibi, là có phải là cô thích vẽ Chibi không? À không, thực ra là tại vì tên một cái nhân vật lần đầu tiên cô thấy già quá, mình đổi thành chị được không em? Dạ được. Đúng chị đã. Được em. Thì ý là chị á, là cái đợt đấy là đóng cái nhân vật đầu tiên mang tên là Chibi, nên đâm ra là để giống như là kiểu để gợi nhớ và để kỷ niệm lại cái hành trình làm nghệ thuật của mình thì chị đã lấy tên là Hoàng Yến Chibi. Đó, và sau đó thì tự nhiên là có một cái đợt là cái hình vẽ Chibi nó nổi lên và mọi người đều luôn luôn tưởng rằng là Hoàng Yến Chibi là giống như là tại vì nhỏ quá nên đâm ra mới đặt là Chibi, nhưng thực ra là không phải. Đấy là một cái kỷ niệm mà không thể quên trong đời của em, nên đâm ra em mới đặt cái tên đó để cho nó dễ nhớ. Dạ em cảm ơn chị. Ra là vậy. Dạ em mời anh Lê Minh ạ. Dạ Lê Minh xin chào quý vị khán giả. Xin chào người đẹp Lâm Vĩ Dạ. Xin chào con Candy. Chào em Hoàng Yến Chibi. Dạ chào anh. Mình là Lê Minh, thành viên của nhóm MTV. Bình thường thì mọi người hay gọi là Minh Gà. Ủa sao vậy anh? Sao là Minh Gà? Anh tuổi gà hả? Không phải tuổi gà. Chứ sao là Minh Gà? Chắc ở hồi nhỏ hay sao đó, ba mẹ thích gà hay sao đó, đặt tên gà luôn vậy đó. À là cái tên đó là theo anh từ nhỏ đến lớn. Nickname luôn. Nickname em. Ra là vậy. Bây giờ anh nói mới biết là anh Lê Minh, thành viên trong nhóm MTV có tên là Minh Gà đó. Wow, khá là thú vị nha. Sao ngày hôm nay chỉ có hai thủ lĩnh, còn một người nữa đâu? Con không biết. Không biết thì mình mời ra đi. Làm cô tò mò quá, không biết là nhân vật còn lại là ai nhỉ? Dạ, xin mời thủ lĩnh con lại. Xin mời ạ. Trời ơi. Chào bạn Yến, chào anh Lê Minh, chào bé Candy, chào bé Dạ. Dạ, con chào chú Đạt. Chào anh này cùng nhà với em. Dạ, mời thủ lĩnh cuối cùng. Thật ra là kêu anh đứng trong kia, thấy mọi người ở đây nói chuyện vui quá mà ở trong kia mình đứng mình tủi thân luôn á, sao không cho ra liền, nhiều khi ra liền. Dạ xin được chào mừng thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Chú Đạt giờ gửi lời chào đến khán giả đi chú Đạt. Hứa Minh Đạt xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến của chương trình Đấu Trường Âm Nhạc Nhí. Và đây là một cái cơ duyên Hứa Minh Đạt được quay về cái Đấu Trường Âm Nhạc này ở một cái phiên bản đó là Nhí. Ở những lần trước thì ở phiên bản người lớn thì Hứa Minh Đạt cũng đã xuất hiện nhiều và có một cái thành tích là bất bại. Chưa biết thua là bao giờ. Chiến thắng không. Xin được cảm ơn phần giới thiệu và giao lưu vừa rồi của ba thủ lĩnh. Và phía bên tay phải của Candy chính là 7 vị giám khảo. Họ là những ca nhạc sĩ có chuyên môn. Và cho Candy hỏi tiêu chí chấm điểm của các đội là như thế nào. Chú Hoàng Lương xin được đại diện cho ba giám khảo nói về tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay. Xin chào ba thủ lĩnh. 50% chấm điểm ở đây chúng ta chấm về giọng hát, về kỹ thuật thanh nhạc, về những hát đúng, hát tròn bài, đúng cao độ v.v. Và 50% còn lại là phần trình diễn, phần vũ đạo, phần tương tác, có thể trang phục nữa. Nếu bạn làm tốt phần đó thì chúng ta sẽ được giám khảo du di cộng điểm thêm. Và ban giám khảo ở đây có quyền được đổi điểm trong quá trình hai thí sinh đang thi đấu với nhau. Và kết quả cuối cùng sẽ được hiển thị khi hai thí sinh lên trên hố đen vũ trụ bên kia. Và chúc tất cả các bạn thí sinh sẽ thi thật tốt. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các quyền. Quyền cứu là thủ lĩnh được ra hát hoặc đổi đấu sĩ đã bị loại của đội mình. Quyền chuyển là chuyển cho đấu sĩ khác trong đội ra thi đấu, hoặc có thể là chuyển đổi bài hát khác nếu bài hát hiện tại gây bất lợi cho đấu sĩ của mình. Quyền chặn là không cho chọn đội mình, phải chọn đội còn lại. Trong trường hợp đội còn lại đã bị loại, đấu sĩ được chọn có quyền chọn ngược lại đối thủ. Trong trường hợp chỉ còn 1 và 1, quyền này mất tác dụng. Dạ con mời cô.
À, cô cảm ơn. Bảo gọi chị rồi mà. Dạ con mời chú. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Trên tay của các vị thủ lĩnh đang nắm giữ các quyền. Và đây là những quyền biết đâu có thể giúp chúng ta trong quá trình gọi là đấu như nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ lại các đấu sĩ nha. Các bức màn đã xuất hiện và bây giờ chúng ta cùng nghe bài hát chung của các đội nha. Xin mời. Rồi bé ơi bé. Thôi, chịu em. Okay. Em là chọn toa A đúng không? Anh cũng chọn toa A luôn. Bây giờ anh em xỉm xầm. Vậy là anh tủ xì. Xỉm xầm công bằng. Rồi em ra gì? À, em đứng đây kéo ha. À ra cái bên này ra cái kéo. Rồi. Mình ra cái búa mình đập là thắng. Rồi. Một. Hai. Hai ba. Ba. Quê. Ôi mà em ra kéo mà. Ủa thì tại sao em ra búa? Ờ, em quên mất. Tự nhiên trong đầu em xin lỗi lại. Lại cái này. Em ra
thật của em mà. Quá dữ. Không sao. Ở toa C sẽ có những nhân vật rất là bí hiểm. Hồi nãy chú Đạt có nghe ở toa C có một người hát rất hay. Thật ra chưa biết đâu, tại vì ở trong cái vòng này là vòng chung kết rồi, mấy bé ai cũng hát hay hết. Hồi nãy chỉ nghe được một bài, đâu biết là cái sở trường hay sở đoạn của các bé như thế nào. Đây là một cái gọi là cái duyên, đừng có giỡn mặt với lại những đấu sĩ của tôi nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu với các đấu sĩ. Xin mời những tấm màn bí ẩn hạ xuống nào. Các bức màn đã được hạ xuống. Xin mời các đấu sĩ ở toa A. Wow. Những gương mặt quen thuộc của chương trình. Dạ, xin chào các khán giả, con tên là Lê Nguyễn Phước Khang. Con xin chào tất cả các khán giả, con tên là Bạch Hạnh Linh. Dạ, con xin kính chào quý vị khán giả, ban giám khảo và ba vị thủ lĩnh, cô Lâm Vĩ Dạ xinh đẹp và bé Candy Ngọc Hà. Tên của con là Khang Nguyên. Trời ơi. Con thích nhất cái câu mà đội em chưa? Đội em quá dễ thương luôn, thiệt sự. Con thấy cô đẹp hả con? Dạ. Cảm ơn con. Chỉ con có thể nhìn thấy được nhan sắc của cô thôi. Cảm ơn con. Đội con tên là gì? Dạ thưa cô, cho con xin phép giữ bí mật cho hai đội kia giới thiệu trước đi. Xong rồi giờ đội con sẽ tung ra một sản phẩm rất là ghê gớm. Ok, đội con muốn gì cũng được hết. Cái chiến lược này là thủ lĩnh còn chưa biết luôn đấy chị. Đó là các bạn đã làm em một điều bất ngờ. À, con nghĩ đội con là chất nhất, không có ai bằng. Từ từ, Khang ơi, từ từ thôi. Trời ơi. Trời. Cảm ơn phần giới thiệu của ba tụi con. Và bây giờ chúng ta sẽ ghé thăm toa B. Xin mời các bạn. Quen quá, quen luôn. Mời con gái. Dạ, con xin chào quý vị khán giả và mọi người có mặt trong trường quay, con tên là Bảo Ngọc. Con xin chào tất cả các cô chú ban giám khảo và khán giả. Con tên là Sĩ Luân ạ. Dạ, con xin chào tất cả mọi người ạ. Con tên là Thảo Nhi. Thảo Nhi. Trời ơi, nhanh gọn xúc tích. Rồi, tên đội của mình ngày hôm nay là gì? Dạ, tên đội của con là Phượng Hoàng Lửa. Phượng Hoàng Lửa Phoenix. Quá hay. Tụi con sẽ bùng cháy trong đêm này. Ok, cố lên. Yeah. Trùng hợp là mình ở cái ô màu đỏ là tượng trưng cho lửa luôn. Vâng, cảm ơn phần giới thiệu của đội Phượng Hoàng Lửa. Và bây giờ chúng ta cùng ghé thăm toa C. Con thích toa này lắm. Trời ơi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Xin mời các con. Yeah. Dạ, con xin chào cô Lâm Vĩ Dạ, bé Candy Ngọc Hà và các bạn giám khảo, ba thủ lĩnh ạ. Dạ, con tên là Nguyễn Hạnh Trang. Dạ, con xin chào tất cả mọi người. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hoàng Minh ạ. Dạ, con xin chào cô Dạ, xin chào bé Candy, con xin chào quý vị ban giám khảo. Và con xin chào ba vị thủ lĩnh, con tên là Ngọc Dầu ạ. Đó, nhanh, gọn, lẹ, xúc tích. Tên đội mình là gì nè? Biệt đội của chúng con tên là Chúa Tể Rừng Xanh. Chúa Tể Rừng Xanh. Trời ơi, màu xanh lá cây phù hợp với lại cái phong cảnh trong một khu rừng. Thì chúng ta sẽ là Chúa Tể Rừng Xanh. Chúng ta đã có đội Phượng Hoàng Lửa và đội Chúa Tể Rừng Xanh. Còn toa anh, tôi đang thèm khát được nghe cái tên coi có độc quyền không nè. Mời toa. Đọc cái tên mà tôi cười là quê lắm đó nha. Dạ không, mọi người, tên đội của tụi con đó là Cá Chép Vàng. Trời ơi. Những tên nó bất ngờ nếu mà chú Đạt sững sờ luôn á. Đội của tụi con tên là Cá Chép Vàng, nhưng mà mọi người chưa nghe câu cá chép hóa rồng hả? Là khúc nào con quá khúc này đúng không? Dạ dạ. Tất cả luôn chú. Từ đầu cho tới hết chương trình, tụi con đều hóa rồng hết luôn. Hy vọng đưa ông táo lên trời á. Hy vọng là hóa rồng nha, chứ không phải là bị chiên vàng nha. Chú Đạt biết rồi, tụi con sẽ hóa rồng. Và con bay thẳng lên trên đó đúng không?
đó, ngay cái bục đó đó. Đúng rồi, bay thẳng lên trên đó nhưng mà chưa biết là có rớt xuống hay không nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài hát đầu tiên. Xin mời. Rồi. Gọi tên Việt Nam. Gọi tên Việt Nam. Với bài hát này thì đội nào sẽ đấu với đội nào nhỉ? Đội em. Hả? Có ai đấu với đội em không? Đội anh. Hả? Sẽ nhường cho đội Hứa Minh Đạt đấu với đội em. Đã đấu với nhau rồi, bây giờ mình phải thử liền chứ. Dạ, được. Đây là một bài hát có vẻ là hơi mạnh mẽ. À. Gọi tên Việt Nam, đúng rồi. Thì ở đây trong đội chú tể đường xanh là có con trai Minh. Chú Đạt hy vọng là con sẽ thể hiện tốt ca khúc này chứ hả? Dạ, con xin hứa với chú, con sẽ cố gắng thể hiện hết mình với ca khúc này ạ. Nào, chúng ta hãy đập tay một cái nào. Mời thủ lĩnh Hoàng Yến, Chibi hãy chọn đấu sĩ ạ. Bạn nào có thể hát được bài hát này nào? Wow. Đây là con ơi. Đội trưởng luôn. Ngay cái bài hát đầu tiên này bọn mình phải cho mọi người thấy được rằng là cái tên của đội mình là nó có ý nghĩa nhất định nha con. Cá chép là ngay bây giờ là mình phải hóa rồng ngay bây giờ nha con. Dạ. Ok. Mời đội cá chép vàng cho. Lộc. Cá chép vàng. Vàng. Cá chép hóa rồng chị. À, cá chép hóa rồng. Rồi, mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Vô con. 100% công lực nha con. Vậy cho hỏi là các đấu sĩ đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Và ngay bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Yeah. Có thế nào tôi vẫn khắc ghi trong tim mình quê hương mãi luôn.
đồng xanh ngút ngàn, dưới góc phố dịu dàng là tiếng cười vang trẻ thơ. Tim kia luôn là tình yêu vĩnh hằng, luôn vững bền, luôn xa xôi. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, always in my heart. Beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, beautiful Việt Nam, luôn trong tim mỗi người. Con ơi. Dạ xin cảm ơn phần trình diễn cực kỳ sôi động của hai anh. Quá tuyệt vời luôn. Hoàng Ý, Chi Bi ơi, mình dạ. thấy đấu sĩ của mình như thế nào? À, em đầu tiên thì cảm thấy rất là tự hào và hài lòng với cả đấu sĩ của mình ngày hôm nay ạ. Đây là Phước Khang mở đầu mà em cảm thấy là đây là một cái bài hát mà nó rất là vui nhộn. Tên của đội em đó chính là Cá Chép Hóa Rồng. Thì đây chính là bài hát này đây, là Phước Khang đã cho mọi người thấy được rằng là đội của em chính là cá chép hóa rồng chứ không phải là cá chép chiên giòn nha. Mở màn rất là ấn tượng, rất là máu lửa. Khang và Minh đã phối hợp với nhau hát cái bài này rất là hay. Khang thì là giọng cao, còn Minh là cũng trầm. Và hai đứa con biểu diễn rất là tốt cái phần mở màn này. Chúc mừng hai đứa con nhiều lắm. Sao có cảm ơn chú ạ. Dạ xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Thực sự là đến với vòng thi trong đêm chung kết ngày hôm nay thì rất khó nói là ai thắng ai thua. Tại vì là tất cả các con khi đã đến đây đã là rất xuất sắc rồi, đã chiến thắng rất nhiều đối thủ rồi. Và các ban giám khảo ở dưới đây cũng vậy, các cô chú rất là khó khăn, rất là vất vả và để băn khoăn để chọn ra một người để đi tiếp. Chính vì vậy là chú mong là hai con nếu ai đi tiếp hay ở lại cũng hãy tự tin vào nhé. Phần thi này thì chú hơi nghiêng về bạn Hoàng Minh, tại vì xét về yếu tố tổng thể thì vũ đạo hai con đều rất tốt, giọng hát cũng rất tốt. Tuy nhiên thì xét về sự ổn định thì Hoàng Minh nhỉnh hơn một chút. Dù sao thì chú cũng rất chúc mừng con cũng rất xuất sắc. Dạ con cảm ơn chú ạ. Vâng, xin được cảm ơn phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ chúng ta hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Thôi, cố lên nha Phước Khang ơi. Xin được chúc mừng đội Chúa Tể Rừng Xanh. Wow, quá thật đúng với tên gọi Chúa Tể Rừng Xanh, đã ăn một con cá chép vàng giòn. Đâu, bây giờ mình đứng dậy mình làm Chúa Tể Rừng Xanh cho chú Đạt coi coi nào. Chú Đạt thấy thật là mạnh mẽ quá đi à. Và bây giờ đang thừa thắng xông lên đúng không? Đúng vậy. Cô già. Ở đây giờ còn Phượng Hoàng Lửa và cá chép. À, xin hỏi chú Tể muốn ăn con gì tiếp theo? Bây giờ mình sẽ ghé qua cái toa B Phượng Hoàng Lửa đi nè. Yeah. Và bây giờ con sư tử sẽ đấu Phượng Hoàng màu xanh lá cây đó. Hợp luôn. Hai bạn nam Bảo và Ngọc. Nữ sẽ hát, một bạn hát Bảo Ngọc đúng không? Bảo Ngọc. Mời thủ lĩnh Lê Minh hãy chọn bài hát. Mình có vẻ hơi nhỏ nhắn nhưng mà nó có vỏ. Nhỏ mà có vỏ đúng không con? Đúng vậy. Rất xinh xắn, rất là đáng yêu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một bài hát mà sẽ gây bất ngờ cho đối thủ. Ca khúc Ở Trọ. Wow. Oh. Mời hai đấu sĩ bước ra sàn đấu. Tự tin lên con. Chúa Tể Rừng Xanh và Phượng Hoàng Lửa đã sẵn sàng chưa? Dạ, dạ sẵn sàng. Và trận đấu xin được phép bắt đầu. Na 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 na. Trăm năm về chốn
xa xăm cuối trời. Ia 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 a. Xưa kia ở đâu biển xa, cơn gió ở trọ bao la đất trời. Miền xa ia, trời đất ia. Nhân gian về trọ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý a ý a ý a a. Mây kia ở đâu từng không, mưa nắng ở trọ bên trong mắt người. Từng không ý a, người xin ý a. Tim em người trọ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Ia 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 ha. Na 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 na. Mai kia dù có ra sao cũng đành. Ia 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 ha. Trăm năm ở đầu ngàn năm, đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ia buồn như ia. Ơ hay là một vòng sinh tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ia 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 ha. Con chim ở đậu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Cành tre ia, dòng sông ia. Tôi nay ở trại trần gian, trong năm về chốn xong cuối trời. Ia 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 ha. Ia 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 ha. Ia 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 ha. Na 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 na. Tuyệt vời của hai đấu sĩ. Phải nói là đấu sĩ của thủ lĩnh Lê Minh rất là dễ thương. Quá dễ thương, đúng là quá dễ thương. Phải nói là Bảo Ngọc cũng đã rút kinh nghiệm được phần thi trước của Khang. Rất là tiết chế về vũ đạo, tập trung nhiều vào chuyên môn hơn. Và quan trọng là Ngọc rất là sáng sân khấu rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu. Thực sự là đối thủ của Ngọc rất là đáng gờm. Chúng mình cảm thấy rất là tự hào vì con đã vượt qua được cái phần thi này rất là trơn tru. Chúc mừng Bảo Ngọc nha. Cảm ơn thủ lĩnh Lê Minh ạ. Dạ, xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Chú đưa xin chúc mừng phần trình diễn của hai con. Thật sự hai con hát rất là hay, rất là sôi động. Chú thích cái bà tiên két thanh xanh đó, rất là sung luôn, nhảy rất là dễ thương. Còn cái bạn nam á, Hoàng Minh á, khoảng trầm xuống thấp á, rất là đẹp, rất là sáng, rất là nam tính, mạnh mẽ, giống như thủ lĩnh con vậy đó. Chú sẽ chúc mừng phần trình diễn của hai con. Hy vọng rằng hai con cho dù có bước tiếp dòng sau nữa thì hãy cố gắng mình tiết chế để cho giọng hát của mình được tốt hơn nữa. Chúc mừng hai con. Dạ con cảm ơn chú. Cảm ơn. Xin được cảm ơn phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Và bây giờ xin mời hai đấu sĩ hãy cùng bước lên khoảng không bí ẩn. Xin được chúc mừng đội Phượng Hoàng Lửa.
Dạ, thủ lĩnh Lê Minh ơi. Dạ. Mình hãy chọn tiếp đối thủ cho mình đi anh ơi. Dạ. Bây giờ chúng ta đang ở trong một cái lợi thế rất là mạnh mẽ với Bảo Ngọc. À, đang có cái tinh thần rất tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ thử coi xem đối thủ chúng ta còn ai. Dạ. Bây giờ còn màu hồng, màu đỏ. Dạ, con sẽ chọn màu đỏ. Màu đỏ. À, màu đỏ bên hai bên màu đỏ. Màu đỏ gái luôn. Hay trai nè? Dạ, bạn nữ. Bạn nữ. Ồ. Bạn vậy nữ. Có nghĩa là... Ôi, anh ơi, anh không cho đội của thủ lĩnh Hứa Minh Đạt nghỉ ngơi một chút xíu nào sao anh? Mình dập liên tục vậy sao? Mình cũng muốn thử sức thử xem sư tử như thế nào. Để coi ai sẽ là sư tử trong cái khu rừng này. À, con đồng ý. Đồng ý. Rất tự tin. Đấu sĩ Hạnh Trang của đội thủ lĩnh Hứa Minh Đạt đã nhận lời thách đấu. Xin mời thủ lĩnh Hứa Minh Đạt hãy chọn ca khúc. Và nãy giờ hai chú cháu tôi đã bàn luận chiến thuật và chúng tôi đã lựa ra một cái bài ai thích thì tôi chiều. Bài ai thích thì tôi chiều. Không, cái đó là người ta thích đấu với mình chứ không phải bài hát. Người ta thích đấu với mình thì mình chiều người ta. Rồi. Chứ cái bài hát mang tên là tôi thích. Anh thích cái gì? Anh thích gì? Tôi thích ra đấu. Tôi thích đó. Ca khúc tên gì? Anh thích bài gì? Tôi thích. Em biết anh thích nhưng mà anh thích bài nào? Thích đấu đó. Đấu tôi thích. Là sao em chưa hiểu? Là cô ý là cái tên bài hát là tôi thích. Tôi thích tắm nắng nha trang vũ tù. Là bài hát tên tôi thích. Đúng rồi. Cho hỏi hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ, dạ rồi. Trận đấu sẽ được phép bắt đầu. Trận đấu
mà dạ, đó mà là phần trình diễn cực kỳ sôi động và dễ thương của hai đấu sĩ. Yeah. Hai bạn hát quá là matching luôn. Tự nhiên hát trời ơi, không có sai một cái nhịp phách nào hết trơn hết á. Bài này không phải là một bài dễ đâu nha. Chú thấy là hai bạn hát rất là ăn, rất là xinh với nhau, rất ăn xăm với nhau. Và thực sự cao độ và trường độ tất cả mọi thứ đều rất là hoàn hảo. Chúc mừng hai con, rất là tuyệt vời. Cảm ơn chú. Dạ, xin mời phần nhận xét từ phía ban giám khảo ạ. Thật sự mà nói, tụi con hát quá hay. Một nhỏ xíu mà hát rất là tốt luôn á. Bắt nhịp tốt, rồi biểu cảm tốt, sắc thái rất là tốt nữa. Nên ở đây các cô chú không biết là chấm làm sao. Thôi bây giờ giám khảo hỏi chút xíu ạ. Hai bé còn nhỏ xíu quá mà nó mới hát còn mệt quá đó anh Minh. Mình nãy giờ mình ngồi mình coi mình khỏe quá, giờ mình lên mình thế hai em nó được không nè? Lên, lên, lên thôi. Đúng là như đúng thời gian của em. Xin được chúc mừng đội Chú Tể Rừng Xanh. Yeah. Mời chú Tể. Chú Tể hãy chọn đối thủ cho mình đi nào. Ở trên trời hay dưới nước? Thủ lĩnh của những chú Tể. Wow. Wow, coi như là mỗi đội đều bằng nhau hả? Mọi người còn hai đấu sĩ hết đúng không? Chim wow. Hay là cá? Cũng khó chọn đối thủ. Ê. Ê. Và hai con phượng hoàng. Có một con gà trống ngồi giữa hai con phượng hoàng. Trời ơi, cũng hơi ve lại chút. Thôi, thì nãy giờ mình đã thi đấu theo kiểu tông màu rồi. Nãy màu xanh lá cây với màu xanh lá cây. Thì bây giờ màu đỏ mình sẽ chọn màu đỏ. Màu đỏ nào đây? Bên này vẫn hai đỏ ạ. Khang Nguyên, con khỏe chứ? Dạ khỏe. Này này, thủ lĩnh Hứa Minh Đạt, đó là một đối thủ đáng gờm. Chú đang hỏi thăm sức khỏe nhau mà, chưa thách đấu mà. Còn con khỏe không? Cũng gờm không kém. Tôi sẽ thách đấu với thủ lĩnh này. Không được đâu. Không được hả? Dễ sợ hơn nữa. Hồi nãy giờ có một cặp song ca giữa hai đứa bé nữ là dễ thương. Bây giờ còn chần chờ gì nữa. Xem tuổi nhau, mặc bộ đồ cũng giống nhau nữa. Sẵn mình coi hai em bé biểu diễn luôn nè. Khang Nguyên, chú Đạt thách đấu với con. Sở trường của Khang Nguyên là chuyên về nhạc thính phòng nha chú Đạt. Thấy cái bộ đồ không? Anh chắc chắn chưa? Ổn. Đây là một đối thủ đáng gờm á. Ô, hồi nãy giờ em chưa thấy đấu sĩ của anh thi đấu sao? Nãy là cả chép hóa rồng lần đầu của em hơi lỗi xíu, chứ lần hai là không lỗi lại đâu nha. Ồ, em cứ thoải mái. Bên em sẽ chọn bài Giọt Sương Trên Mí Mắt. Như là một lời cảnh tỉnh dành cho đội chú Tể Rừng Xanh. Ồ, không biết giọt sương nó nằm ở trên mí mắt của ai. Bây giờ ra là biết liền nè anh. Xin mời hai đấu sĩ. Nào con cái. Khang Nguyên cố lên. Dạ cho hỏi là hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Và ngay bây giờ trận đấu xin được phép bắt đầu. Em đâu có biết nó thật trời xinh
Giọt sương trên mí mắt chắc là ở trên mí mắt của các vị thủ lĩnh và của MC đó, bởi vì sẽ tiếc nuối lắm khi mà một đấu sĩ nào ở đây bị lọt sương hố thì tôi tiếc dễ sợ, bởi vì cô dạ thấy ai cũng giỏi, ai hát cũng hay hết trơn á. Đúng rồi đó cô ơi, thiệt tình cái phần trình diễn nó quá ấn tượng, làm cho chú tể đường xanh bị lạc chuồng luôn rồi. Con về đây con, sao vậy, con đi đâu vậy? Bên này cả tiếng hỏi xong rồi, lạc luôn rồi con à. Tự nhiên đứng thành một tụi vậy đó. Thủ lĩnh Hoàng Yến Chibi, mình nghĩ sao về đấu sĩ cùng cái giây phút mà Khang Nguyên cất giọng hát lên một cái là em à, thế là đội mình chắc chắn là sẽ có cá chép hóa rồng, bây giờ chỉ có phụ thuộc vào ban giám khảo ơi, chỉ còn phụ thuộc vào ban giám khảo thôi, thì là Khang Nguyên ở đội em sẽ trở thành một là cá chép hóa rồng, hai là cá chép chiên vàng nha mọi người. Tùy thuộc vào sự quyết định của mọi người, nên em mong là mọi người sẽ có một quyết định đúng đắn. Yến em ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Em đó. Em áp lực ban giám khảo quá, là nhiều khi cho em nghỉ sớm đó. Nhiều khi áp lực quá. Thú lĩnh nước đẹp. Với phần biểu diễn này, vâng, tôi xin miễn bình luận, bởi vì không còn gì phải chê nữa rồi. Đây là phần trình diễn giữa Khang Nguyên và bạn Hạnh Trang, một phần trình diễn phải nói là quá xuất sắc. Tôi xin mọi người một tràng pháo tay được không ạ? Trời ơi, phần trình diễn này quá trời rồi. Quá trời tràng pháo tay. À, xin mời ban giám khảo hãy đưa ra nhận xét của mình qua phần trình diễn vừa rồi ạ. Cô xin được chào Khang Nguyên và Hạnh Trang. Cô thấy Hạnh Trang cái lúc đầu con hát thì hơi trầm một chút, nhưng mà cái âm thanh cộng hưởng của con khi mà lên cao thì con hát rất là tốt, cực kỳ tốt luôn. Khang Nguyên thì một giọng ca rất là chất. Cô nghĩ rằng là bài hát này thì cũng khá là phù hợp với lại giọng hát của con. Và đặc biệt là các cô chú ở đây ai cũng khó khăn hết, vì đây đúng nghĩa là một cái vòng gọi như là vòng đặc biệt. Bởi vì bạn nào hát cũng hay, không muốn loại bạn nào hết. Xin được chúc mừng hai bạn. Và ngày hôm nay kết quả như thế nào mình vẫn vui nhé. Cảm ơn cô. Dạ, xin cảm ơn phần nhận xét từ phía ban giám khảo. Và bây giờ chúng ta cùng lên khoảng không bí ẩn. Đi nào các con. Đi nào con ơi. Đi nào. Một lần nữa lại có mặt trên khoảng không bí ẩn. Và phải nói là đây là một cái nơi tôi chẳng bao giờ thích.
không bao giờ muốn đứng đây một chút xíu nào cả. Dạ nhưng mà bắt buộc phải đứng thôi cô ạ. Đúng như vậy. Và bây giờ sẽ là kết quả. 3 2 1. Con thấy có ai thấy chồng mình lọt mà vui không? Con nói gì con nói giùm cô đi. Con chúc mừng gì con chúc mừng giùm đi. Chúc mừng đi, chúc mừng nha. Chúc mừng nha con trai. Trời ơi chị Dạ ơi, nhẹ tay thôi. Tí nữa cá chép của nhà em còn hóa rồng thêm lần nữa đó. Xin được. Xin được chúc mừng đội cá chép vàng. Về chỗ đi con, về chỗ. Xin được chúc mừng đội